Tôi là Hoàng Thị Thủy, 92 tuổi, người dân tộc thiểu số Cao Bằng, làm một cô giáo nghỉ hưu. Tôi hiện nay đang theo đuổi một chân lý mang lại hạnh phúc và tình thương yêu đến mọi người trên trái đất. 55 tuổi tôi nghỉ hưu, 60 tuổi tôi lâm bệnh nặng. Được các bác sĩ chữa trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Căn bệnh nghiệt ngã của tôi hành hạ tôi suốt 18 năm, lúc nào cũng không yên, tưởng chừng không qua được căn bệnh để nuôi con phải ra đi lúc đang còn nghỉ hưu. Cả cuộc đời tôi chưa lúc nào được hưởng thụ. Hàng năm tôi phải đi viện mấy tháng nằm trên giường, cơm không ăn được, chỉ uống sữa cầm hơi. Từ đó tôi bắt đầu đi vào nghiên cứu về tâm linh, đạo Phật. Tôi mới nhận đạo Phật thì tôi mới cảm nhận được đạo Phật rất khoa học và siêu khoa học. Khoa học tiến đến đâu càng chứng minh đạo Phật đến đó. Tôi rất tin vào đạo Phật và siêu tầm về giáo lý, nghiên cứu về tâm linh. Bệnh tôi ngày một thuyên giảm và khỏi hẳn các bệnh trong thân, có sức sống trở lại. Trước 35 cân, nay 45 cân nặng. Trước già nua, nay trẻ tươi trở lại. 92 tuổi, tôi tinh thần sáng suốt, minh mẫn, tai không điếc, mắt không mờ, còn đi được xe The Dream 100 phân khối. Một sự ngạc nhiên từ cõi chết trở về. Vì vậy một lần nữa tôi lại càng rất tin vào đạo Phật rất khoa học, đưa con người đến tột đỉnh của hạnh phúc, nhổ tận gốc của sự đau khổ. Đạo Phật chánh pháp không truyền bá mê tín, chống mê tín, tức là chữa bệnh bằng tinh thần, điều tâm và điều thân. Nói rõ hơn là sửa lại cái tâm xấu thành cái tâm tốt, thành tâm tốt, sống đạo đức, không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Sửa thân bệnh thành thân mạnh khỏe, không phải dùng thuốc, ăn uống đạm bạc, tiết kiệm, tinh thần sáng suốt, thoải mái, không buồn, không suy nghĩ, không tức giận, không tranh, không tham. Đó là một liều thuốc quý. Mấy chục năm nay tôi không tốn nhà nước một viên thuốc, không đến bệnh viện nằm, không hề biết một miếng cá thịt, bữa ăn toàn là rau xanh và đậu phụ. Các cụ xưa nói, cái tâm đọc tự thấy mà hay, thành tựu hư nên cũng bởi chữ này. Tuổi trẻ cố rèn, già gắn giữ, đời người gói trọn tất cả vào đây. Đạo Phật còn khuyên con người sống và làm ăn lương thiện, bỏ tất cả các việc ác, làm tất cả các việc lành, ăn uống đạm bạc, tiết kiệm, bớt bệnh tật. Mắt hơi mờ, không đeo kính mà, nên bà con thông cảm nhé. Mà bớt bệnh tật, bớt tham lam, tranh đua về tiền tài danh lợi. Có phúc thì được làm quan, chẳng có ai vô phước mà được làm quan cả. Đạo Phật chánh pháp không truyền bá mê tín dị đoan, không tụng kinh, không gõ mõ, không cầu an, không cầu siêu, không dâng sao giải hạn, không đi trợ niệm cho những người ra đi. Đó là mê tín vô minh sinh hành. Đạo Phật chánh pháp tu theo giới định huệ, do thầy Thích Thông Lạc đeo không được ạ. Nếu Phật tử nào
thực hiện được những các giới thì giải thoát ngay trong đời hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy. Tu nhiều giải thoát nhiều, tu ít giải thoát ít, không tu thì không giải thoát, không đợi kiếp sau làm chủ được, không bệnh tật, không già như tôi bây giờ. Thưa khán giả, là bây giờ tôi thì tuổi thì già, nhưng mà sức khỏe của tôi thì thật rằng là ngày nào tôi cũng phóng xe máy, chứ tôi không đi đâu đi bằng xe máy hết á. Mà tay thì không biết, mắt không mờ, chân không chậm, còn đi được xe máy 100 phân khối như thế, có phải tôi đã già chưa ạ? Như thế là tôi làm chủ được cái già rồi. Mới hay làm chủ được cái bệnh là mấy chục năm tôi không tốn nhà nước một viên thuốc nào hết. Dù bản thân tôi ấy, là nhà nước phải lo tôi đến chết. Thế nhưng mà tôi có tốn nhà nước viên thuốc nào đâu. Cũng chẳng đi nằm bệnh viện mấy chục năm, chả biết cái bệnh viện là cái gì hết. Thầy Thông Lạc á, bây giờ á, nguyện vọng của thầy là muốn đưa chương trình nền đạo đức nhân đoàn nhân quả vào các trường tiểu học cho thế hệ trẻ học đó, lợi ích hạnh phúc nhất trong đời người là sức khỏe, sống an lạc, vui vẻ trong mọi tình huống thuận và nghịch. Bây giờ những cái người ngày xưa thì không tu thì ai nói một tí thì sân, như bây giờ ai nói sân thì thôi, họ nói đúng mình cũng chẳng sân, mà họ nói sai mình cũng chả sân, như thế cũng là tiến bộ rồi chứ ạ. Tình huống thuận nghịch thì làm gì có khổ, tức là mình không sân hận thì không có khổ, không có khổ có già và có bệnh, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Và tôi cũng là người cũng muốn là bảo vệ chánh pháp đến cùng đấy, cho nên là bây giờ các bà con chị em nào á, mình đã tuổi đã già rồi thôi, mình đã khổ rồi, khổ cho gia đình, khổ cho con cái rồi, thì bây giờ các chị nhiều tuổi như tôi á, thì cố gắng xả tâm cho tốt để mà theo thầy để tu cho đến ngày mỹ mãn. Rồi tôi thấy là đời đau khổ đạo không bao giờ đau khổ, đời khổ đau đạo vẫn an lành, đời quay cuồng đạo cả viên dung, đời chìm nổi đạo không bao giờ chuyển biến. Xin hết ạ.